ngời và chúc anh em có một ngày mới thật là tốt lành. Hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Nagroth và thông báo cho anh em một cái sự thay đổi vị tướng này. Đây là một cái tin vui, cực kỳ vui dành cho anh em nào bet Nagroth hoặc là hay chơi vị tướng Nagroth. Hiện tại từ trước tới nay Nagroth chúng ta chưa có sự chỉnh sửa nào đến từ sức mạnh, vẫn giữ nguyên từ mùa 1 đến mùa 7 thôi. Và chính thức chúng ta chuẩn bị update một phiên bản mới. Sau bản update này Nagroth sẽ được tăng sức mạnh anh em ơi. Cụ thể ra sao thì mình sẽ nói chi tiết hơn để anh em có thể thấy rõ được rằng cái về khả năng tăng sức mạnh cho vị tướng này. Đầu tiên về cái máu sinh tăng trưởng của vị tướng này, thuộc tính cơ bản máu tăng trưởng từ 190.5 lên 211.5 nha anh em ơi. Đây giúp cho vị tướng nào của chúng ta trâu hơn. Cái này thì tăng theo level, mỗi lần anh em lên level cao thì nó sẽ cộng cho ok. Tiếp đến là chiêu thứ hai, đó tăng sức mạnh đến từ chiêu thứ hai sát thương vật lý 180-280, đó cộng 1 ODA. Tiếp đến thì nó sẽ tăng lên từ 150 lên 300, đấy cộng 1.2 DA. Cái này chỉ số để anh em chắc chắn thì cũng không hiểu gì đâu, nhưng mà chủ yếu thông báo cho anh em để anh em biết qua về cái sự điều chỉnh vị tướng này trong phiên bản mới nhất. Chuẩn bị nói chung thì sau cái phiên bản này vị tướng Nagroth sẽ được tăng sức mạnh. Hiện tại thì Nagroth chúng ta cũng trở thành trùm hot pick rồi, có trong xếp hạng thì pick luôn. Vậy nên là đây chơi luôn lại, mình sẽ thử ra kiếm mạng hỗ trợ xem. Không kịp ra vét máng luôn, lấy đâu ra cái mạng hỗ trợ đó. Muốn thông báo để anh em sẵn sàng chuẩn bị tinh thần đón chờ một cái ngày hồi sinh đến từ Nagroth. Nó đang bá mà còn được tăng thêm sức mạnh nữa thì bá cực kỳ đó, và trở thành cái trùm hot pick khéo lại trở thành cái vị tướng luôn bị cấm. Hiện tại thì leo danh kim cương, em thể nhìn thấy là ban 4 tướng rồi, từ danh kim cương trở lên ban 4 tướng. Bây giờ từ mình thử xem này. Rồi ok, cắm được tê tái nhưng không té Mina biết ngay mà nó kéo xịt rồi đó. Thật sự thì ban 4 tướng vậy nên Nagroth chúng ta có khả năng bị cấm rất là nhiều trong những trận đấu. Và anh em thể nhìn thấy trong trận đấu này mình đứng S5 nhưng mà mình vẫn có thể chọn được vị tướng Nagroth nhá. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Ok, lấy luôn, căn bản là đồng đội đổi cho mình mà. Mình muốn chơi Nagroth nên là đồng đội đổi cho mình. Vậy nên là mình có cơ hội chơi được Nagroth. Kèm theo các trang bị cho vị tướng này thì mình vẫn giữ nguyên với phong cách, đó là đầu tiên mình vẫn lên sát thương và cuối game thì lên đầu thủ. Thật ra thì trang bị như thế này rất là nhiều anh em chơi rồi và anh em lên rồi, cũng như là rất là nhiều người giới thiệu cho anh em rồi. Đó, mình cảm thấy nó khỏe nên mình cũng tiếp tục duy trì cái trang bị như thế này. Anh em muốn có sự điều chỉnh gì thì tùy trong trận đấu như thế nào thôi. Chứ còn lên như thế này mình cảm thấy khỏe thì mình giữ nguyên nhá. Đó, không có sự điều chỉnh gì. Căn bản đánh quen những cái trang bị như thế này rồi anh em tự nhiên điều chỉnh các trang bị khác cảm thấy không quen, bắt đầu là luống cuống. Ok, Murat này, chạy thôi. Đấy, mình sử dụng chiêu cuối để đỡ bị chịu khống chế. Và Murat team bạn này, chạy đâu bạn ơi? Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Rồi lướt tiếp lên bảng nha. Hết sống sót. Tiếp tục mình sẽ bắt luôn Mina này. Cô nàng xinh đẹp. Uê. Kéo gì mà căng, kéo gì mà gắt. Ok, hiện tại thì mình ăn được 4 mạng mà tìm. À đâu, mình xin lỗi nhầm, mới ăn được 1 mạng thôi. Làm gì ảo tưởng sức mạnh như thế. Ok, đấy là về sự chỉnh sửa vị tướng này rồi. Và anh em thích clip này thì nhớ để lại cho mình một like, mình sẽ băng trụ để giết nó luôn. Ok, một mạng nữa. Để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và một dấu chấm, một dấu phẩy dưới phần bình luận nha. Dấu chấm là con trai, anh em nào là con trai xem clip của mình thì để lại dấu chấm. Anh chị em nào là con gái dễ thương thì có thể để lại dấu phẩy dưới phần bình luận. Cái này gọi là tăng độ tương tác này, thì gấu béo bắt nạt này, Carisi Tito à. Ok, cô tiên thỏ. Thật ra thì Carisi anh em gán cho cái độ tuổi đó là chưa dậy thì, nhưng thật ra cô tiên thỏ mà nó đã hóa thành tiên thì nó chắc là nó phải sống hàng nghìn năm rồi. Thế này đừng có chê cái cô nàng này nó chưa dậy thì nha, chủ yếu là nó bé quá. Carisi chúng ta thiên về hướng dễ thương hơn là về sexy nha em ơi. Dễ thương cute baby đó, dành hết những lời yêu thương cho cô bé này rồi. Và hiện tại Carisi cũng là một trong những vị tướng rất là bá trong cái phiên bản mùa 7 này. Leo danh bây giờ thì Carisi cũng được xuất hiện rất là nhiều đó. Thường thường top tướng được tăng sức mạnh trong phiên bản mùa 7 này được anh em sử dụng rất nhiều, như là Zuka, như là Carisi chẳng hạn. Ok, mình sẽ tới luôn này. Sử dụng chiêu 2 xong rồi, anh em lướt chiêu 1, chiêu cuối múa một phát hai mạng và tiếp tục hạ nốt mạng triple kill. Nhưng mà thôi, nói phét đến thế thôi, nhưng mà thật sự thì mình không thể nào kiếm được cái mạng triple kill. Cướp luôn con búa. Ôi trời, bỏ. Người ta gọi là khó quá bỏ qua, chứ đừng khó quá mà vẫn cố anh em ơi. Đó, cố được thì cố, mà không cố được thì tôi bỏ qua đi. Chứ còn phát đấy mà mình cố níu kéo con bùa đỏ thì chắc chắn mình sẽ chết rồi. Đấy là một cái thông tin mình muốn dành tặng cho anh em cụ thể nhất. Chứ còn không có sự
điều chỉnh gì nữa. Nói chung thì được tăng cái máu tăng trưởng vị tướng này giúp cho vị tướng này có đốt trâu hơn trong giao tranh. Kèm theo chiêu 1 tăng sát thương như vậy thì anh em cảm thấy là nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều nha. Đấy, cái chỉ số gì nói cho anh em. Nói chung thì rồi trời ơi muốn xịt tới. Trình độ đánh Nakroth mình rất là kém, vậy nên là hy vọng rằng anh em chấp nhận. Chứ còn thật sự thì để mà múa hay được thì hiện tại rất là nhiều cao thủ khác đánh Nakroth hay. Mình làm clip nên mình phải chơi rất là nhiều tướng không để chuyên được một con. Rồi đây, lần này thì chết chắc rồi. Chết đi, mình chỉ ra hỗ trợ thôi. Ari sử dụng long kiếm này sống làm sao. 402 rồi nha. Anh em thể nhìn thấy là mình có khá là nhiều bộ trang phục vì tướng Nakroth, kể cả siêu Việt. Nhưng mà thật ra thì tùy thôi anh em ơi. Nhiều trang phục thì cũng không biết lựa chọn nào. Mình đánh Nakroth mình cảm thấy là B-Boy công nghệ thấy nếu mà nói về đẹp thì siêu Việt vẫn là đẹp nhất. Nhưng mà nói về cái kiểu là mình rất là thích chơi cái Nakroth siêu Việt ấy. Căn bản nhìn nó cơ động. Đấy. À mình xin lỗi, Nakroth B-Boy công nghệ chứ nhầm. Cảm thấy Nakroth B-Boy công nghệ nó cơ động và nhanh nhẹn hơn, giúp cho mình cảm thấy là đánh chắc hơn với siêu Việt. Hiệu ứng dự của siêu Việt thì rất là tuyệt vời, nhưng mà cảm thấy nó nặng nề quá. Đấy, căn bản anh em cần phải có cái phong cách đánh thôi. Đấy, mình thì đánh Nakroth rất là gà. Thật ra đánh vị tướng này thì anh em cần phải có mạng ngon nhá. Đánh mạng mà kém thì lướt rất khó. Ok, mình sẽ tới luôn này. Sử dụng đâu ấy? Không có đâu à. Chán vào trang bụi này. Rồi, cướp được con bùa đỏ. Nhưng mà thật sự thì không giết được. Không giết được. Thôi em bỏ đây. Em bỏ anh gấu ơi. Anh gấu ơi. Tha em cái. Đấy, gấu phải tha rồi. Mình sẽ farm hết chỗ này rồi mình té luôn gấu. Sợ gấu ra bắt. Ui, cả Joker kìa. Ui, rất là đông. Ê, Joker xíu máu này. Có Ari bạn ơi, ra bắt luôn Joker nha. Joker chưa chịu về đâu. Mình sẽ sử dụng chiêu 2 rồi chiêu 1 luôn anh em ơi. Đợi xíu. Chiêu 2 rồi chiêu 1 mối chiêu cuối luôn nha. Ôi, thôi em té đây. Thật sự không bắt được Joker nhưng mà Ari tuyệt vời chém một phát này. Rồi, dính lấy nhau để có thể là lấy cái mạng hỗ trợ thôi. Chứ còn double kill cho Ari rồi. Rồi. Còn những cái sự chỉnh sửa khác đến từ các vị tướng khác thì mình sẽ thông báo cho anh em sau nha. Làm clip chi tiết hơn để anh em có thể theo dõi được hơn. Chứ còn hiện tại thì chỉ có giới thiệu được Nakroth thôi. Cho nên anh em nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật thông tin mới nhất, để có thể chuẩn bị tiền để mua được những cái vị tướng. Hiện tại Nakroth cũng là một trong những cái top tướng được sở hữu nhiều rồi. Vậy nên là hầu như nhà mua Nakroth, người mua Nakroth. Làm gì có chuyện là nhiều anh em không chơi nữa. Đấy, rất là hot mà, big hot. Ok, hiện tại team mình đang đẩy nát khu vực đường rồng rồi. Và mình vẫn ung dung tha, gọi là farm anh em ơi. Farm để lấy đồ tí nữa đánh cà phê. Chứ còn bây giờ để cho đồng đội ép đi. Mình sẽ cố gắng ép trụ để lấy cái trụ này nha. Chứ còn để cho đồng đội đẩy trên kia đi. Đánh rừng mà anh em cần phải cố gắng làm sao ép hết trụ. Đây là trụ này này. Một chém rồi là nát đấy mà. Một chém. Úi giời. Mấy chém liền cơ, không phải một chém. Tưởng một chém là nhớ nhau cả đời. Ok, nếu mà có cơ hội thì lấy luôn cái trụ này. Đây có con bùa xanh. Thôi mình xin bùa xanh bạn ơi. Bạn về rừng mình bạn ăn một bùa xanh đi. Hiện tại thì mình đánh cùng với anh em clan nha. Anh em thể nhìn thấy là nick PTG Ibin đó là phó clan đang chơi. Đó, leo danh cùng clan thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Rồi, cái việc khả năng anh em pick tướng thì đơn giản hơn. Tại vì sao? Đồng đội mình sẽ có thể nhường cho mình pick những tướng này. Tướng nọ này một mạng. Đó, 505 rồi. Chứ nên anh em không cần phải tranh lên làm gì cả. Xong rồi đỡ gặp AFK rồi chôn game. Tại vì anh em hiểu nhau hết rồi. Đánh không bao giờ chửi bới gì cả. Đánh một cách ăn ý. Đấy, rồi, dòng nha. Nếu mà có cơ hội tí nữa mình sẽ hào của kinh công rồi giúp cho trận đấu kết thúc sớm. Nhưng dù sao thì cũng phải lên được nhiều trang bị cho anh em xem qua về sức mạnh. Từ mày anh em thì nhìn thấy là vạch máu của mình khá là trâu rồi đúng không? Đấy là trâu là đến từ cái rìu Leviathan đấy. Nó sẽ tích cho anh em được rất là nhiều máu. Ý đồng đội mình em kinh công à? Đợi xíu anh em đợi tôi cái. Đừng có manh động thế chứ. Trong trận đấu này mình chỉ cần công việc bắt những cái vị từ máu giấy của team bạn thôi thì sẽ có thể là kết thúc giao tranh tốt, như là như kiểu là Joker chẳng hạn, hoặc là Zuka. Đấy, Zuka mình cố gắng bắt được Zuka với cả Violet anh em ơi. Chủ yếu đầu tiên là Violet với cả Joker nha. Bắt được hai thanh niên là xong rồi. Xử Zuka vẫn chạy được, chạy đâu bạn ơi. Mình lướt này, lướt chiều 2 chém pet lên bảng. Ok, quay ngược lại và hỗ trợ đội từ bắt Joker nha anh em ơi. Bỏ qua những vị tướng tanh đi, bắt Joker đã. Joker lên bản. Bây giờ tiếp tục mình sẽ quay trở lại và bắt luôn này. Bắt luôn Mina này, double kill và đây là triple kill chứ đâu. Triple kill. Ui, đen vậy trời. Ari sử dụng bộc phá để có thể ăn được mạng của vị tướng Mina thôi. Không sao, đồng đội ăn mạng là tốt rồi. Còn hơn
của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.